Shop công nghệ số alo.vn, xin chào bạn. Trên tay mình đây là sản phẩm cụm sấy của máy HP Lexus CP1025. Cái sản phẩm này thì là sản phẩm được tháo từ máy ra, chưa qua sửa chữa, tình trạng rất là mới. Cụm sấy máy in, đây là cụm sấy máy in laser màu rất đẹp. Cái sản phẩm cụm sấy này thì nó dùng chung rất là nhiều mã máy, như máy HP M75, M175, máy HP M176, máy HP M177, dùng chung rất là nhiều mã máy. Hàng tháo máy, nguyên đai linh kiện chưa qua sửa chữa. Cái sản phẩm này thì bên mình đang bán ở tất cả sản thương mại điện tử, sàn Shopee, Lazada, Sen Đỏ và một cái trang web chính là trang web alo.vn. Sản phẩm này thì bên mình có hỗ trợ là bảo hành 1 tháng. Trong 1 tháng các bạn mua về mà sử dụng gặp cái tình trạng lỗi, bên mình có thể 1 đổi 1 luôn. Rất đẹp. Mình sẽ để link mua sản phẩm này ở phần mô tả của video. Nếu quan tâm thì bạn thể click vào để tham khảo qua. Hoặc là bạn có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại là 0915 46 40, để có thể biết thêm về chi tiết về sản phẩm. Hoặc các bạn thể qua ngay địa chỉ là số 38D, đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Rất đẹp. Nguyên đai linh kiện, bảo hành 1 tháng.